Cập nhật tin tức vào mỗi buổi sáng để truyền đến quý vị, chúng tôi không quên ghi nhận, chuyển tải những thông tin nổi bật trên các báo. Thưa quý vị, trong bài viết ngóng mở lại đường bay quốc tế, triệu người sắp đổ về Việt Nam ăn Tết, báo Vietnamnet nhận định, Tết âm lịch nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài là rất lớn. Tuy nhiên, việc thiếu các chuyến bay giải cứu trong khi các chuyến bay quốc tế chưa mở lại khiến nhiều người vẫn mòn mỏi đợi chờ. Chia sẻ với phóng viên báo Vietnamnet, tiến sĩ Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam đề xuất, khi các chuyến bay thương mại quốc tế được nối dài, ngành chức năng trong nước cần đối xử bình đẳng kiều bào như người dân trong nước. Tức là khi công dân Việt Nam ở nước ngoài đã được tiêm 2 mũi vaccine có kết quả âm tính thì được phép bay về nước mà không phải cách ly tập trung, địa phương không được phép khống chế số lượng công dân Việt Nam về nước. Hiện hàng triệu đồng bào Việt Nam đang có nhu cầu về nước, do đó để tránh ùn ứ nhập cảnh dịp Tết, theo tiến sĩ Bùi Doãn Thề, cần cho phép đồng bào về nước ngay từ bây giờ. Thưa quý vị, để xây dựng 1 triệu căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trong những năm tới, tỉnh Bình Dương vừa kiến nghị chính phủ, các cơ quan trung ương xem xét tạo điều kiện cho tỉnh vay khoảng 10.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Đây là một thông tin đăng trên báo Tuổi Trẻ. Trước kiến nghị của tỉnh Bình Dương về việc vay 10.000 tỷ đồng để xây dựng 1 triệu căn nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, một chuyên gia bất động sản cho rằng đề xuất của tỉnh Bình Dương có nhiều điểm không hợp lý. Bởi dân số cả tỉnh này hiện nay khoảng 2,6 triệu người, trong đó hơn một nửa là dân nhập cư. Nếu xây 1 triệu căn nhà ở cho công nhân thì nhà ở an sinh xã hội sẽ thừa ra rất nhiều. Hiện nay dù chưa thể xác định thời gian học sinh trở lại trường học, nhưng công tác dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại phòng học, chuẩn bị đồ dùng dạy học đã được các trường ở thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện. Ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng cho thấy tâm lý háo hức mong chờ ngày đón học sinh trở lại trường hiện rõ trên từng khuôn mặt giáo viên. Theo phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại tất cả các trường học từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí chỉnh trang trường lớp đang rất nhộn nhịp. Để chuẩn bị chào đón học sinh trở lại, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng các tiêu chí an toàn trường học và phương án tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, hiện thành phố chưa quyết định thời gian cụ thể do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo dữ liệu của Bộ Y tế công bố, cả nước đã tiêm được hơn 90 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh thông tin tiêm chủng vẫn còn thiếu, không có hoặc sai. Chính vì vậy, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông thống nhất bổ sung chức năng đề xuất sửa thông tin tiêm chủng, cho phép người dân tự cập nhật thông tin tiêm chủng trên các ứng dụng PC COVID và sổ sức khỏe điện tử. Báo Thanh Niên đưa tin, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch quốc gia xác nhận đội ngũ phát triển của đơn vị đang hoàn thiện và sẽ đưa tính năng sửa thông tin tiêm chủng lên phiên bản cập nhật tiếp theo. Sau khi cập nhật phiên bản này, người dùng có thể tự khai trong mục đề xuất sửa thông tin tiêm chủng. Sau đó, thông tin sẽ được hiển thị trên ứng dụng và đồng thời được gửi về nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để thực hiện công tác xác minh, chuẩn hóa thông tin.